Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hậu Radio. Hôm nay kênh Nguyễn Hậu Radio tiếp tục gửi đến quý anh chị và các bạn những câu đố vui. Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố với Nguyễn Đức Hậu Radio nha. Nếu ai mà giải được hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Chúng ta cùng đến với câu đố đầu tiên. Câu 1. Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình? Nào, chúng ta bắt đầu bấm giờ nhé, 30 giây. Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình? Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố nha. Mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là đuôi chó không đủ dài. Đuôi của con chó không đủ dài nha. Chúng ta cùng đến với câu đố thứ hai nhé. Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà? Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà nha. 30 giây bắt đầu. Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà? Hai chín, hai tám, hai chín, ba mươi, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là gà mái và gà con nha. Chúng ta cùng đến với câu đố thứ ba này. Vua hôn gọi là gì? Vua hôn gọi là gì? Đây là một câu đố chữ nha quý anh chị và các bạn. 30 giây bắt đầu. Vua hôn gọi là gì? Một câu đố chữ. Hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là hoàng hôn nha quý anh chị. Chúng ta cùng đến với câu đố thứ tư này. Tại sao sư tử ăn thịt sống? Tại sao sư tử ăn thịt sống? 30 giây bắt đầu. Cho quý anh chị và các bạn nha. Tại sao sư tử ăn thịt sống? Tại sao con sư tử lại ăn thịt sống nhỉ? Mời quý anh chị và các bạn cùng giải đố nha. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là tại vì sư tử không biết nấu chín nha. Đúng rồi, sư tử đâu có biết nấu ăn đâu. Chỉ có con sư tử ở nhà thì biết nấu ăn thôi. Đến câu đố thứ 5 này. Làm sao để cái chân... À, xin lỗi quý anh chị các bạn. Làm sao để cái cân tự cân chính nó? Làm sao để cái cân tự cân chính nó? 30 giây bắt đầu. Làm sao để cái cân tự cân chính nó nha. Làm sao mà cái cân nó lại cân được chính nó nhỉ? Thế nó mới hay chứ nào. Hai ba, hai tư, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là lật ngược cái cân lại. Đúng rồi, cái cân bàn thì chúng ta chỉ cần lật ngược cái cân lại thôi.
đến câu đố thứ 6 này. Ai có nhà di động đầu tiên? Ai có nhà di động đầu tiên? 30 giây bắt đầu. Ai có nhà di động đầu tiên nha quý anh chị các bạn. Ai mà trả lời được ấy, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới cho em biết nha. Và mọi người cùng thi đua nhau xem ai trả lời được nhiều câu nha. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là con rùa và ốc sên nha. Con rùa và ốc sên là có cái nhà di động đấy quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ 7 này. Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau toán loạn? Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau toán loạn? Thế nó mới hay chứ. 30 giây bắt đầu nha quý anh chị các bạn. Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau toán loạn? Cái này ấy, là cũng mệt phết đấy nhỉ quý anh chị các bạn nhỉ. Suy nghĩ là hơi bị đau đầu một tí. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là chơi cờ vua nha. Chơi cờ vua. Hay đấy. Đến câu đố thứ 8 này. Hãy chứng minh 4 chia 3 bằng 2. Hãy chứng minh 4 chia 3 bằng 2. 30 giây của chúng ta bắt đầu. Chúng ta cùng chứng minh 4 chia 3 bằng 2 nhé. Một câu đố mẹo lên quý anh chị các bạn. 4 chia 3 bằng 2. Mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là 4 chia 3 có nghĩa là tứ chia tam. Đọc ngược lại là 8 chia 4 là bằng 2. Chuẩn luôn phải quý anh chị các bạn. Đến câu đố thứ 9 này. Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã, và ngược lại, những người buồn bã, u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn? Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã, và ngược lại, những người buồn bã, u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn? 30 giây bắt đầu nha quý anh chị các bạn. Câu chữ nào nhỉ quý anh chị các bạn? Mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là điều đó rồi cũng qua. Đó là từ điều đó rồi cũng qua nha. Đến câu đố thứ 10 này. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột? Con mèo nào lại cực kỳ sợ chuột nha. 30 giây cho quý anh chị các bạn. Bấm giờ nào. Con mèo nào lại sợ chuột nhỉ? Câu này dễ mà quý anh chị các bạn. Mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, hai bốn, hai năm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi. Hết giờ. Và đáp án của chúng ta đó là mèo Doraemon nha quý anh chị các bạn. Mèo Doraemon. Đúng rồi, con mèo máy Doraemon ấy là con rất chi là sợ chuột. Rồi, hôm nay chúng ta đã cùng giải với nhau 10 câu đố rồi.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video đến giây phút này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, rung chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh. Nếu thấy video hay, hãy chia sẻ cho nhiều người được biết nha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.